Chào các chị đồng nghiệp ạ. Dạ em là bác sĩ Dương ở bộ môn hồi sức cấp cứu chống độc ở Đại học Dược Hồ Chí Minh. Thì hôm nay em phụ trách báo cáo cái bài về dinh dưỡng trong CRP. Cái bài này với cái nội dung cũng tương đối là ngắn gọn thôi và tập trung trên cái đối tượng là tổn thương thận cấp mà có CRP. Thì những cái đối tượng bệnh nhân khác, ví dụ những cái bệnh mà như viêm tụy cấp hoặc là lọc máu vì những nguyên nhân khác thì chắc là nội dung hôm nay nó không 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 đủ để cover qua những cái phần đó. Chắc em sẽ trình bày ngắn gọn trong vòng 30 phút thôi để phần còn lại mấy anh chị tập trung cho hai cái bài với nội dung rất được chờ đợi của phía sau. Dạ, là lọc máu hấp phụ và cái bài về tháng tương của bác sĩ Đại. Thì cho đến nay cái khuyến cáo về điều trị và chỉ định điều trị thay thế thận và chẩn đoán và xử trí tổn thương thận cấp thì vẫn vẫn chưa có gì mới, vẫn sử dụng cái guideline của KDIGO 2012. Thì chúng ta biết rằng thì có những cái chỉ định gọi là chỉ định phải lọc máu cấp cứu, mà ngoài ra KDIGO 2012 thì họ họ cũng mở rộng một số chỉ định, ví dụ như là một số cái loại nguyên nhân gây tổn thương thận cấp cần có thể lọc máu sớm hơn, hoặc là chúng ta có thể lọc máu vì một cái hỗ trợ cho một cái điều trị khác, ví dụ như là phải việc mà mình xài thuốc mà phải chuyển dịch quá nhiều, hoặc là mình sử dụng cái chất dinh dưỡng đường tĩnh mạch hoặc là cả đường ruột và dẫn đến một cái bi lăng dịch nó sẽ có thể là dương tính quá nhiều mà đòi hỏi là phải lấy dịch ra bớt. Thì trong đó có cái chỉ định về dinh dưỡng, thì cái việc mà hạn chế dịch do ở những cái bệnh nhân tiểu niệu quá dẫn đến hạn chế dinh dưỡng, nhưng cái thực hành thì cũng đã thay đổi rất là lâu rồi, chúng ta không còn là hạn chế dinh dưỡng vì cái nỗi sợ tăng ure máu nữa, mà chúng ta phải cho dinh dưỡng, đó là điều bắt buộc, và dùng lọc máu để loại bớt dịch ra. Ở những bệnh nhân tổn thương thận cấp thì cái chuyển hóa sẽ thay đổi hay cái nguyên nhân sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng là một cái nguyên nhân thường gặp, thì trong đó có tăng nhuyễn hóa và mất cái cân bằng về amino acid, tức là có thể là do bị mất, có thể là do cung cấp không đủ, rồi có tình trạng đề kháng insulin, rồi sự thay đổi điều hòa hormone này có thể đến từ cái độ nặng của bệnh, thay đổi trong sinh lý bệnh, hoặc là tình trạng suy dinh dưỡng dẫn đến sự tổng hợp các protein, tức là những cái chất mà cấu thành hormone nó thay đổi, hoặc là những cái chất điều hòa cái sự tiết hormone cũng thay đổi, và hoặc là suy dinh dưỡng đã có từ trước. Như vậy ở một cái bệnh nhân mà tổn thương thận cấp mà phải sử dụng lọc máu á, thì tình trạng dinh dưỡng này còn có thể bị ảnh hưởng, ví dụ như là mất qua màng lọc. Chúng ta biết rằng một cái màng lọc thận thông thường ở những cái bệnh nhân chạy thận ngắt quãng thì chúng ta sử dụng để lấy ure, để lấy kali, creatinine và một số độc chất vân vân, và đặc điểm chung của cái màng đó là cái lỗ lọc nó nhỏ và lấy được những cái chất kích thước nhỏ. Tuy nhiên ở CRT thì cái màng, cái lỗ lọc nó sẽ lớn hơn ở một cái cấp độ là sẽ làm mất một số chất cần thiết, ví dụ như là amino acid, và tức là nó là protein, thì những cái chất có trọng lượng tương đối là không quá lớn này cũng bị mất đi. Thì đó là amino acid, carnitine là một cái chất để cấu thành cơ, rồi những yếu tố vi lượng, gluco và các vitamin, tan trong nước vân vân. Thì đó là cái mất đi, nhưng mà CRT nó cũng có thể là một cái nguồn cung cấp năng lượng, bởi vì trong dinh học chúng ta có gluco, một cái gluco nồng độ nó đủ cao thì nó có thể hấp thu trở lại vào máu, rồi citrate hay trong cùng thì đây là một chất có thể tạo ra năng lượng, bởi vì nó có thể đi vào một chu trình rep để tạo ra năng lượng, và cái lượng năng lượng này thì nó đáng kể. Như vậy thì CRT nếu không được điều chỉnh thì có thể dẫn đến cái nguy cơ thừa năng lượng ở một số bệnh nhân và có thể thiếu năng lượng ở một số bệnh nhân. Thì có một cái thuật ngữ để nói về
cái tác động xấu của sự chuyển hóa, do thay đổi chuyển hóa ở bệnh nhân tổn thương thận cấp, thì người ta gọi là hiện tượng là hao mòn năng lượng protein. Về sinh lý bệnh của cái hiện tượng này thì đó là phản ứng viêm, đó là sự gia tăng năng lượng tiêu hao, rồi sự gia tăng chuyển hóa đạm và thất thoát các chất dinh dưỡng qua CRT, nếu có CRT. Như vậy là nếu không cung cấp đủ năng lượng, đủ dinh dưỡng, và hiện tượng di hóa protein này sẽ ngày càng trầm trọng hơn. Protein thì tham gia vào các chức năng miễn dịch và chức năng nội tiết, như vậy là có thể dẫn đến gia tăng cái tỷ lệ tử vong. Để đánh giá dinh dưỡng trên bệnh nhân CRT á, thì trên một bệnh nhân hồi sức nói chung thì có nhiều công cụ để đánh giá. Chúng ta có HRE, chúng ta có NRS 2002, một số cái thang điểm mới. Tuy nhiên mà những cái thang điểm mà được nghiên cứu trên nhóm bệnh nhân tổn thương thận cấp thì cho đến nay chỉ có hai cái thang điểm thôi, là cái chúng ta thường hay sử dụng chứ cũng không có gì mới. Đó là cái thang điểm đánh giá tình trạng dinh dưỡng chủ quan, tổng thể chủ quan, là HRE. Cái thang điểm này dựa vào chấm điểm, dựa vào những cái thay đổi trên bệnh sử và tình và mức độ nặng của bệnh và những dấu hiệu lâm sàng. Ta chấm điểm và phân loại theo ba bước ABC dựa vào cái điểm, ví dụ như là từ 9 cho đến 12 thì là bình thường, gọi là nhóm A. Còn từ điểm thấp quá từ 4 đến 8 thì là trung bình, và nặng là nhóm C, và nguy cơ suy dinh dưỡng nặng. Thứ hai là thang điểm NRS 2002, thì thang điểm này cũng đánh giá dựa vào cái cấp độ suy dưỡng, sụt cân và mức độ nặng của tình trạng chuyển hóa và bệnh lý của lần này dựa trên một số bệnh nền và cái bệnh hiện tại, bệnh chính hiện tại và cái độ nặng. Ví dụ như trong hồi sức có thang điểm ARPI thì cũng tính điểm của hai cái tổng này, và người ta không loại lấy cái kích ớt là 3, thì từ 3 trở lên là bệnh nhân có nguy cơ suy dinh dưỡng và phải bắt đầu cái can thiệp dinh dưỡng. Như vậy ngoài ra còn một số chỉ số để đánh giá bệnh nhân tổn thương dinh dưỡng cho bệnh nhân tổn thương cấp phải CRT, thì có những cái dấu hiệu lâm sàng như là kích gấp da cơ tam đầu và chu vi của cái cánh tay hoặc là BMI, là những cái lâm sàng mình có thể áp dụng được. Tuy vậy thì cái độ chính xác của nó không cao, và nó do ở bệnh nhân hồi sức thì có một số cái tình trạng sẽ làm thay đổi nhanh những cái chỉ số này. Ví dụ như là mình bù dịch nhiều quá thì cân nặng nó có thể thay đổi nhanh, hoặc là bệnh nhân bị mất dịch quá qua dẫn lưu. Có một cái nghịch lý gọi là paradox ở cái bệnh nhân về dinh dưỡng, là bệnh nhân hồi sức, bệnh nhân có BMI cao thì lại liên quan đến, chỉ là liên quan thôi chứ không phải là nó chưa có đủ cái dữ liệu mạnh, thì có liên quan đến giảm tử vong ở cái nhóm bệnh nhân tổn thương cấp thì sẽ đi. Để cái lý do người ta đưa ra có thể là cái nhóm này họ có một cái nguồn dự trữ năng lượng nó đủ cho những cái hao mòn xảy ra sắp tới. Một số kích thích từ điều hòa tiết ra từ mỡ, ví dụ là tăng tim hoặc là tim alpha, hoặc là có thể là do cái co cơ của họ nhiều hơn nữa. Có những cái kết quả này cần phải được nghiên cứu thêm và phải cần có một cái sự diễn giải tổng hợp hơn nữa. Về mặt xét nghiệm thì có một số xét nghiệm thông dụng và một số xét nghiệm không thông dụng, thì em chỉ đưa vào đây cái xét nghiệm thông dụng thôi, đó là albumin và lipid. Thì albumin half-life của nó là tới 20 ngày, như vậy thì nó sẽ rất một khoảng, nhiều khi tới dùng giảm là đã chết rồi, cho nên là nó không tin cậy. Sự tổng hợp của albumin thì lại còn chịu ảnh hưởng của những cái yếu tố khác nữa, ví dụ như là tình trạng nhiễm khuẩn, ví dụ như là phản viêm hệ thống, hãy quên hệ thống đến từ một sepsis hoặc là một cái nguyên nhân không phải là nhiễm trùng. Mà chúng ta biết là cái sinh lý viêm lại là một cái sinh lý nổi bật trong những bệnh nhân ICU nữa. Và bằng chứng về mối liên quan đến bệnh nhân tử vong của bệnh nhân tổn thương cấp giữa albumin và tử vong thì nó cũng chưa có kết quả, tức là có nghiên cứu ra kết quả dương tính, có nghiên cứu ra kết quả thì nó không có liên quan gì hết. Cái thứ hai là một cái chất là về albumin thì half-life của nó ngắn hơn, từ 48 cho đến 72 giờ thôi,
đây đây cũng là một cái chất nó cũng không phải là quá tin cậy, nhưng mà người ta cũng có thể đưa ra một cái cách ớt để mình có thể áp dụng. Ví dụ như là dưới 30 là ham mòn rồi, dưới 10 thì có liên quan tử vong 90 ngày. Còn những bệnh nhân mà có nồng độ cholesterol thấp quá, nó cũng chứng tỏ đây là bệnh nhân suy dinh dưỡng, và có lẽ điều đó nó liên quan đến tử vong 28 ngày, bệnh nhân cũng nguy cấp. Tuy vậy thì lipid cũng không nhạy và không đặc hiệu, bởi vì nó cũng ảnh hưởng tới những cái sinh lý bệnh mà thường gặp mà sử dụng. Dịch lọc sẽ làm thay đổi cái nồng độ một số chất trong máu, bởi vì chắc là những cái bài trước đã thông qua chắc cũng đã tính dữ lắm rồi các bạn đăng ký. Thì đây là một cái bản tóm tắt về cái nồng độ dịch lọc. Thì đây là dịch lọc trong những cái dịch lọc chuẩn thôi, cái nồng độ trong chuẩn, ví dụ natri là 140, tuy vậy một số loại dịch lọc có thể là 130, rồi kali thì tùy, có loại dịch lọc là không kali, thì có loại là có kali, và canxi, magie cũng thay đổi, kể cả HCO3 trừ là mình nghĩ là một chất dịch lọc thì nó phải có một cái nồng độ HCO3 trừ cao, bởi vì những bệnh nhân tổn thương cấp là coi chuyển hóa. Tuy vậy thì thiết kế người ta cũng có những cái thì HCO3 trừ chỉ có 22 rồi, tức là nó còn thấp hơn cái 20 cái ngưỡng 24 trong máu nữa. Và sẽ có những loại dịch lọc không được, hoặc là có loại thì có được. Thì một số loại dịch lọc thì em sẽ giới thiệu sau. Như vậy sự thấp thấp của chất dinh dưỡng và dịch lọc nó đáng kể ở đến mức độ nào? Glucô thì nó rất phụ thuộc vào nồng độ trong dịch lọc. Glucô là một chất có trọng lượng phân tử nhỏ, như vậy thì nó sẽ phát tán rất là dễ dàng qua dịch lọc. Thì như vậy phụ thuộc vào cái gradient nồng độ giữa glucô trong máu và trong dịch lọc. Amino acid người ta ước lượng mất từ 10 cho đến 15 gram một ngày. Rồi một số chất người ta thấy là acid amin, ví dụ như là citrulline, acid glutamic và carnitine sẽ giảm sau 24 giờ. Tất cả các amino acid, tryptophan, taurine, histidine và hydroxyproline thì sau 6 ngày là đều giảm. Tuy vậy thì chỉ có mỗi cái acid glutamic là giảm có ý nghĩa thống kê sau 6 ngày thôi. Một số loại khoáng chất và vitamin thì cũng giảm. Tuy vậy thì hai cái nhóm có CRT và không có CRT thì không khác biệt có gọi là đáng kể. Như vậy CRT không phải là cái lý do duy nhất gây ra thay đổi dinh dưỡng cho bệnh nhân tổn thương thận cấp, và sự ảnh hưởng đến cái chức năng của tế bào và cả tổng hợp protein của gây ra cho CRT thì cũng chưa rõ. Tình trạng giảm carnitine thì có thể dẫn đến một cái kết cục là có thể là yếu cơ và ảnh hưởng đến cái chuyện là can máy thở. Như vậy đây là một số thành phần của một số loại dịch lọc, đó là dịch ritmasol. Thì trong ritmasol này thì cái nồng độ sodium là 140. Đây là cái dịch lọc mà có bicarbonate là 32, là khá là kiềm. Đây là dịch lọc không có đường. Mình có thể để ý thấy là cái dịch lọc này nó người ta thiết kế với một cái áp lực thẩm thấu là gần bằng so với áp lực thẩm thấu bình thường. Có thể tính sodium không là 208, rồi một ít từ những cái chất còn lại thì nó chỉ có mỗi 7 thôi, đúng như những cái mà mình đã học. Còn đây là một cái dịch mà không có kali, thì sodium cũng là 140. Đây là dịch có glucô, thì cái nồng độ glucô là 5.6 mmol trên lít. Và mình có thể nhận thấy là vì có thêm glucô cho nên áp lực thẩm thấu của dịch lọc nó cũng thay đổi một chút, nó tăng thêm một chút. Áp lực thẩm thấu dịch lọc rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến những cái bệnh nhân hồi sức của mình, đặc biệt là những nhóm bệnh nhân có tổn thương não và nhóm bệnh nhân đã có rất là bệnh giải từ trước. Nên là cái mình luôn đọc, cái mình có bác sĩ Duy đã nói rất nhiều ngày hôm qua. Cái dịch ritmocan này là cái dịch sẽ phối hợp với dịch ritmocitrat để lọc trong trường hợp máu trong vùng. Thì trong cái dịch này là cái dịch có glucô, và như vậy cái dịch ritmocitrat cũng không cần glucô mà chỉ cần citrat thôi. Những cái chất còn lại thì cũng không có gì đặc biệt ngoài cho cái chuyện trung tâm có glucô như vậy. Như vậy dịch này không cần glucô, người ta cho vào mình quan tâm
canxi trái, bởi vì nó sẽ có thể là một cái nguồn năng lượng trong nó hấp thu vào máu và tạo năng lượng trong cơ thể. Thì ở nước ngoài thì người ta còn một cái loại dịch khác, người ta không có sử dụng phối hợp như vậy, nhưng mình người ta sẽ dùng một cái dịch và chút dịch này dùng cũng là kháng đau canxi trái, nhưng mà có chứa cô rồi khi các chị đọc lại sẽ thấy cái dịch ACDA này thì cái đặc điểm là nó sẽ có thêm dextro trong này trong cái canxi trái. À, như vậy cái nó sẽ sử dụng cái loại dịch độc khác và cái dịch độc không cần gluco. Đối với năng lượng tiêu hao của bệnh nhân thì như thế nào, nó sẽ có thể giảm trong vì một cái vài lý do và có thể tăng trong một vài lý do. Ví dụ là bệnh nhân sẽ được mình thường hay lọc máu ở những bệnh nhân sốt, mình hoặc là không sốt và lọc sau đó thì giảm hạ thân nhiệt. Chính vì cái hạ thân nhiệt này sẽ làm giảm năng lượng tiêu hao. Rồi thứ hai, bệnh nhân lại có thể tăng cái năng lượng, có thể hấp thu cái năng lượng không nhận biết. Ví dụ như là 35-40% dextro nó sẽ hấp thu từ dịch độc, đặc biệt là những cái dịch mà có nồng độ gluco cao. Tuy vậy thì tính qua tính lại thì gọi là cái cân bằng năng lượng mà do gluco thì thật sự thì cũng không đáng kể, nhưng cái điều quan trọng là sẽ ảnh hưởng đến cái việc kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân. Những cái dịch lactate thì có thể là có năng lượng và có thể hấp thu là lên tới là 500 kcal, còn tổng năng lượng nói chung ở dịch citrate thì nó cũng có thể cung cấp năng lượng cho tới 500 kcal, chủ yếu là cái dịch độc citrate kháng đông, còn cái dịch mà gọi là replacement hay substitution này thì nó cũng không có đáng kể. Tóm lại là năng lượng hấp thu CRT nó sẽ rất là thay đổi và có thể dao động từ 125-2300 kcal. Có một cái công thức tính cái năng lượng hấp thụ từ cái dịch citrate nhưng mà nó cũng khá là phức tạp, em không giới thiệu ở đây. Thì cái bài này sau khi xong thì em có đặt cái tài liệu tham khảo vào thì anh chị có thể coi, thì trong đó người ta giới thiệu cái việc ước tính cái năng lượng hấp thu từ citrate dựa trên cái mod lọc, cái nồng độ citrate và cái lực lưu lượng citrate mà mình đưa vào kháng đông. Như vậy thì về tính năng lượng tiêu hao lúc nãy mà dựa vào cái phương pháp là indirect, tức là gián tiếp vào đo CO2 thì nó có thể là không tin cậy bởi vì những lý do, thứ nhất là bi cạp CO2 hấp thu từ bi cạp carbonate của dịch độc, một mặt thì CRT có thể thải cái CO2 này tầm khoảng 3%, rồi CRT làm mất nhiệt thì như vậy có thể phản ứng lại bằng tình trạng tăng chuyển hóa, tức là CO2 thải ra từ chu trình rác và gia tăng lên, hoặc là một mặt khác thì lại có sự hấp thu năng lượng từ dịch lọc nữa, cho nên là cái indirect calorie để dùng cái ước tính năng lượng tiêu hao lúc nãy này thì không cần. Chính vì vậy họ dinh dưỡng lâm sàng và chuyển hóa châu Âu người ta cũng kêu không cần phải xài tới một cái phương pháp cao siêu như vậy đâu, mình có thể ước tính năng lượng này bằng những cái công thức cổ điển bình thường thôi, và cũng không cần phải ước tính bằng những cái phương trình rất là phức tạp. Thì chúng ta biết là những cái phương trình ước tính năng lượng này thì có những cái nó đơn giản vài biến thôi, ví dụ cân nặng, chiều cao và giới tính là được rồi. Còn một số phương trình thì nó đưa rất là nhiều biến và tính rất là nặng, nhưng mà kết quả thì cũng không có cái gì gọi là có lợi nhiều hơn, cho nên là sử dụng cái đơn giản là được rồi. Chúng ta sẽ vừa theo dõi và đánh giá cái tình trạng dinh dưỡng và cái việc cung cấp dinh dưỡng của mình thông qua cái cân bằng liên tơn nữa, thì mình sẽ có liên tơn nhập là qua đường miệng và đường tĩnh mạch, qua cái sự chuyển hóa protein để đổi thành ure. Liên tơn này sẽ thải ra nước tiểu hoặc là nó đi qua cái màng thận tắc, ure nó đi qua màng thận tắc. Rồi như vậy nếu mà một cái cân bằng liên tơn mà mình phải âm, tức là cái năng lượng cùng cái protein nó không đủ thì có thể dẫn đến tình trạng dị hóa và liên quan đến tử vong, thì sẽ có một số biện pháp ước tính cân bằng liên tơn. Nó tương đối thôi, không quá chính xác. Đây, mình liên tơn cân bằng là bằng liên tơn nhập vào trừ cho cái liên tơn bị thất thoát. Cái liên tơn nhập vào thì là bằng cái protein
tăng quyết định nuôi ăn hoặc là cho ăn theo tăng từ từ mẹ chia cho 6,25. Và trong quá trình CRT á, thì người ta sẽ tính cái nguy cơ thất thoát như thế này. À, người ta sẽ tính cái nguy cơ thất thoát qua cái việc lọc máu, nói chung là lọc máu người ta có công thức tính bằng cách lấy tổng cái dịch siêu lọc này, và người ta cộng cả thể tích dialysis cộng replacement cộng cái dịch gọi là OS, thì sau đó là người ta nhân với một cái hệ số. Người ta sẽ chọn hệ số là 1.5 nếu mà cái ultrafiltration flow rate là 1 lít, còn nếu mà nó 2 lít thì người ta sẽ lấy 2. Như vậy họ sẽ cộng thêm cả cái những cái nguy cơ thất thoát mà không có nhận biết nữa, thì kết quả sẽ ra được cái nguy cơ là bị thất thoát, sau đó lấy cái nguy cơ tổng hay trừ đi. Thì cái target của người ta là sẽ muốn nó sẽ dương để cung cấp năng lượng cho cơ thể và còn lại 2 kg và ký một ngày, và nếu mà nó bị nó âm thì liên quan đến nguy cơ tử vong. Và cái mục tiêu cao hơn nữa thì cũng không cần, bởi vì nó sẽ không có liên quan đến cái cải thiện một cái kết cục nào hơn nữa. Ngoài ra họ có những cái công thức tính phức tạp hơn nữa, thì đã để cho mấy chị tham khảo tính khá là đáng ngạc. Cả cái biện pháp ở cái BNA người ta sẽ tính từ một cái công thức ở trên nữa, rất là nhiều bước. Như vậy bởi vì những thay đổi do CRT thì chúng ta cần có những điều chỉnh trong hỗ trợ dinh dưỡng của bệnh nhân CRT, thì có 3 cái mục tiêu. Một là phải cung cấp đủ năng lượng và protein, và cả vị trí và thừa thì đều liên quan đến những kết quả bất lợi. Thứ hai là sự giảm thiểu tác động của tình trạng tăng nhiễm hóa, thì cái này là sự điều chỉnh mang tính chất cá thể và sự thay đổi dựa trên cái việc kê toa và liệu CRT. Thứ ba là một số ngăn ngừa thiếu hụt một số chất dinh dưỡng riêng biệt. Mục tiêu chung của những cái này là cải thiện kết cục của bệnh nhân, tức là người ta tính cả cái chuyện là sống chết và cả cả máy thở, cả số nặng của bệnh nhân. Như vậy cho đến khuyến cáo hiện tại thì cái câu này thì các mọi người đã quen rồi, đã ăn sớm mà tiêu nguyện sớm nhất có thể, và cái mục tiêu năng lượng là từ 25 đến 30 kcal ký là được rồi, mình không cần quá tính toán phức tạp như đã nói nãy. Thứ ba là nhu cầu protein là từ ít nhất phải là 1.3 gram một ngày, và có thể là tăng lên đến 1.5 gram một ký một ngày. Những cái dữ liệu trên CRT thì người ta lấy từ cái một cái dữ liệu những cái nghiên cứu về bệnh nhân hồi sức nói chung. Có một cái nghiên cứu về tên là Rena thực hiện ở Úc và New Zealand về cái nhu cầu protein ở bệnh nhân hồi sức. Thì cái nghiên cứu này họ cũng không ra một cái kết quả dương tính gì, cho nên cũng không có một cái kết quả gì đặc biệt hết. Thì ở đây là một cái ví dụ để mình tính toán về cái protein và năng lượng trong những cái dịch mà mình chỉ, ví dụ như lấy dịch ăn không phải xoài của Vira như này, thì cái giá trị năng lượng là 400 kcal cho một cái lít dịch aminoglycoside 10%, và nitơ 15.6-8 gram cho một lít amino acid toàn phần là 100 gram/lít. Thì tùy theo cái chế phẩm bao nhiêu ml thì mình có thể lấy ra một lít, nhưng mà nhớ là cái phần trăm này nó phải đúng. Còn nếu mà lấy 5% thì có thể là hoặc là cao hơn thì phải coi lại cái tổng dẫn của cái nhà sản xuất. Thứ hai, một cái loại dịch mình hay xài đó là lipoprotein, tức là chứa các lipid chủ trung bình và chủ dài, thì sai cái lượng amino acid thì người ta trình bày đây, và năng lượng là tới 1935 kcal cho một lít. Thì tùy vào mình xài 100 ml hay là 250 ml thì mình sẽ tính ra. Điều đặc biệt điều quan trọng là cả hai cái loại dịch này là hai cái loại dịch mà nó có áp lực thẩm thấu cao, rất là cao, cho nên là chú ý cái tốc độ truyền và lượng truyền. Về vai trò của vitamin và vi khoáng chất thì người ta nghiên cứu rất là nhiều, ví dụ như là ngoài những cái chuyện mình quan tâm trong ví dụ ngày xưa thì có vitamin C trong xác xít chẳng hạn, hoặc là một số nghiên cứu về selenium, thì mà
dù là người ta gọi là bàn luận cũng khá là nhiều, nhưng mà để có một cái sự thay đổi trong lâm sàng thì cũng không có thay đổi gì đặc biệt so với một bệnh nhân hồi sức nói chung. Vì vậy đây là một cái nhu cầu mà người ta có thể đưa ra để dựa trên những cái bệnh nhân giống gần giống như là những cái bệnh nhân hồi sức nói chung. Như vậy dinh dưỡng ngoài ruột thì chỉ được khuyến cáo khi không thể cung cấp đủ qua cái đường miệng và trong vòng từ 3 cho đến 7 ngày, nhưng mà tùy theo cái tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân. Cái khuyến cáo này không tính đến những bệnh nhân nguy cơ sinh dưỡng cao. Đối với những bệnh nhân nguy cơ sinh dưỡng cao thì cần can thiệp sớm hơn. Còn hiện tại thì chưa có một cái bằng chứng về dinh dưỡng tĩnh mạch là có lợi hơn so với cái dinh dưỡng nó được ruột. Tức là mình nghĩ là sẽ thất thoát amino acid qua dịch lọc, thất thoát vitamin và khoáng chất vân vân. Tuy vậy thì những cái cứu mà về cái việc bù những cái này qua dinh dưỡng tĩnh mạch đó, thì không có một cái lợi ích gì nhiều hơn, cho nên họ không thay đổi với cao. Amin tuy là nó là một cái yếu tố nguy cơ tích cực của bất lợi, tuy vậy người ta không ủng hộ việc bổ sung albumin để cải thiện thể chất hậu kết cục thì albumin này giảm, thì nó chứng tỏ đây là một cái bệnh nhân nặng, nên vấn đề mình sẽ tập trung vào cái nguyên nhân là đó và những cái thay đổi sinh lý bệnh đó mà gây ra cho cái bệnh đó hơn là cái việc bổ sung albumin. Như vậy truyền albumin thì mình vẫn bám theo những cái khuyến cáo thông thường của hồi sức, ví dụ như là một bệnh nhân đã bù về tinh thể nhiều mà vẫn còn sốc, hoặc là một bệnh nhân này là bệnh nhân mà chứng ung thư vân vân, hoặc là một bệnh nhân cũng trong tình trạng sốc nhưng mà phù nhiễm vân vân, hoặc là amin không giảm quá thấp với 2.5 nhưng mà mình tiết ngưỡng mình hay sử dụng. Còn đối với chuyện dinh dưỡng thì không có khuyến cáo bù amin thường xuyên. Như vậy sẽ có một số chất được có giả thuyết là sẽ bảo vệ thận như là glutamin và dầu cá, nhưng chưa có bằng chứng để ủng hộ bổ sung những cái này. Mình biết là cái glutamin là một cái chất nó có rất nhiều từ thịt rau củ quả và là một cái chất có nồng độ cao trong cơ thể, cái vai trò là nó tham gia vào rất nhiều vai trò từ chuyển hóa protein rồi đi vào chương trình rét, nó cho carbon để tạo ra năng lượng, rồi nó đi vào một số hóc môn, rồi tham gia một chất dẫn truyền truyền thần kinh rất là nhiều nguyên nhân. Và tuy là CRT làm giảm cho nên, nhưng mà cho tới hiện tại thì bệnh nhân hồi sức người ta cũng không cần phải tiêu cho bù glutamin, và bất chấp những cái giả thuyết về bảo vệ thận thì glutamin cũng không cần phải bù trong những bệnh nhân có động mạch. Như vậy tổn thương cấp là một cái hội chứng nó đồng nhất và có nhiều cái nguyên nhân khác nhau, có thể là một cái tổn thương cấp tức thận kéo dài quá lâu vì thiếu dịch, vì sốc mất máu, cho đến những cái tình trạng những cái tổn thương thận cấp mà nó diễn tiến khá là nặng như là phải tự động mạch cấp do tắc nghẽn ống thận, ví dụ trong trường hợp phải tự động ống thận do bị giãn cơ vân, do tán huyết hoặc là do ngộ độc, cho đến những cái nguyên nhân sản khoa. Như vậy thì nó sẽ là không đồng nhất và đáp ứng với điều trị cũng khác biệt nhau. Tổn thương cấp tức thận thì là một cái đối tượng rất có lợi mà, từ cái việc bù dịch hoặc là bù máu mà mình cần phải nhận biết sớm để có thể mong có thể reverse cái độ nặng của tổn thương thận cấp, cho đến những cái tổn thương thận cấp mà tại thận thì phải tổn thương cấp là những cái nên có chỉ định CT sớm hơn so với những cái khác. Như vậy còn nhu cầu dinh dưỡng thì sẽ có sự khác biệt giữa bệnh nhân hồi sức và bệnh nhân có tổn thương thận cấp. Bởi vì chúng ta biết có tình trạng là thay đổi chuyển hóa gây ra cho tổn thương thận cấp, nhưng mà nó sẽ cũng tùy theo từng giai đoạn của bệnh. CRT thực tế là có tác động đến thay đổi dinh dưỡng, nhưng mà nó sẽ thay đổi cái điều trị của mình đến đâu thì nó cần có tính cá thể hóa và cần nhiều nghiên cứu nhiều hơn nữa. Cho đến hiện tại các chị học thì cũng không có thay đổi nhiều về dinh dưỡng của bệnh nhân CRT. Chỉ có vấn đề là mình phải cố gắng giữ cân bằng như lơ dư và cung cấp đủ protein, đừng có vì cái hạn chế dịch ở bệnh tổn thương thận cấp mà mình dẫn đến là
thiếu cung cấp năng lượng và còn đi cũng nhanh. Như vậy những cái mục tiêu rất là tối ưu về năng lượng, protein và vi chất, cũng như là có cần điều chỉnh cái thành phần của định lập hiện tại hay không thì vẫn còn phải còn tiếp tục nghiên cứu nữa. Vậy là có rất nhiều cái gọi là stevia dinh dưỡng là một cái mảng sẽ được bàn luận nhiều. Một cái cây giống như một cái cây có nhiều lá nhưng mà có nhiều quả hay không thì nó vẫn còn phải nghiên cứu tiếp theo nữa. Xin cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe. Dạ em cũng không có cái kinh nghiệm gì về dinh dưỡng đó đâu anh chị, ngoài trừ cái chuyện là gần đây tăng 5 kg. Dạ cảm ơn các anh chị theo dõi bài về thái huyết tương của bác sĩ Đại.